Xin chào tất cả các bạn, trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ mở ra cho bạn một cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ với cây giống bồ kết ghép. Hãy cùng chúng tôi khám phá lý do tại sao cây giống này lại được ưa chuộng đến vậy và tại sao việc thu mua quả bồ kết số lượng lớn lại có thể mang lại lợi nhuận cao cho bạn. Đừng đi đâu cả, hãy xem hết video này để biết thêm chi tiết. Cây giống bồ kết ghép của chúng tôi được lựa chọn kỹ càng và ghép từ những cây bồ kết bố mẹ chất lượng, giúp cây phát triển mạnh mẽ và cho khả năng năng suất cao. Với kỹ thuật ghép tiên tiến thì cây giống bồ kết có khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giảm thiểu rủi ro cho người trồng. Quả bồ kết ngày càng được ưa chuộng trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, tạo ra cơ hội đầu tư rất là hấp dẫn. Cây bồ kết ghép trưởng thành nhanh chóng cho quả sớm, giúp bạn thu hoạch quả nhanh và lợi nhuận cao. Đối với cây bồ kết ghép thì khi các bác trồng xuống chỉ năm thứ 2, năm thứ 3 là cây đã tiến hành cho mình thu hoạch quả rồi, và tỷ lệ ra quả của cây bồ kết ghép là 100% chuẩn gen theo bộ cây bố mẹ, cây đầu dòng. Đấy, còn các bác mà trồng cây bồ kết gieo từ hạt thì rất là lưu ý nhé, bởi vì là cái tỷ lệ cây được của cây bồ kết gieo từ hạt nó rất cao, thậm chí nó chiếm tới 70-80%. Khi các bác trồng nên mà nó ra một cây bồ kết được thì rất là thiệt hại. Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà cung cấp quả bồ kết để hợp tác lâu dài. Nếu bạn có nguồn cung lớn thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại để trên góc màn hình. Rất hy vọng là có thể trong tương lai gần kết hợp thu mua toàn bộ số lượng quả bồ kết của bà con trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết thanh toán nhanh chóng và minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên. Cây bồ kết ghép không yêu cầu quá nhiều công chăm sóc phức tạp, nó thích nghi với nhiều loại đất. Nhờ vào năng suất cao và khả năng chống chịu hạn tốt thì bạn có thể đạt được lợi nhuận lớn từ việc trồng cây bồ kết. Quả bồ kết thì có rất nhiều tác dụng làm sạch, làm mềm tóc, điều trị da liễu, hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp, kích thích mọc tóc lon, giảm gãy rụng tóc. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp từ dầu gội và kem dưỡng da đến từ bồ kết thì rất là an toàn. Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào cây giống bồ kết để tối ưu hóa lợi nhuận và khai thác giá trị của quả bồ kết. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại ở bên góc màn hình nếu các bạn có quả bồ kết muốn bán hoặc muốn mua cây giống. Để nhận báo giá sớm nhất và có thể bắt đầu hợp tác, chúng tôi cam kết mang lại giá trị tốt nhất và hỗ trợ tận tâm cho bạn từ lúc trồng, chăm sóc và đến lúc thu hoạch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy ấn like và đăng ký kênh để cập nhật thêm các video hữu ích khác. Đừng ngần ngại để lại câu hỏi hoặc ý kiến của bạn dưới phần bình luận của video này. Chúng tôi sẽ phản hồi cho các bạn sớm nhất. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.